tháng 9 năm 2019, nhận thấy một số trẻ em trên địa bàn đã đến tuổi đi học mà không được đến trường, chưa biết chữ, phải theo cha mẹ đi làm thuê tại các xưởng gỗ. Một số người dân trong khu vực đã kêu gọi các em đến học tại lớp học tình thương trên đồi Mân Côi. Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thu là người đã xung phong nhận lớp. Lớp học ban đầu chỉ có 6 em. Các em đến lớp mà không có sách vở, đồ dùng học tập. Sau một tháng dạy học, nhiều trẻ khác nghe thấy tiếng đọc bài, người dân truyền tai nhau nên học sinh đến lớp ngày càng đông. Đến nay lớp có 45 em, từ 7 đến 15 tuổi. Đa phần các em quê ở miền Tây, theo cha mẹ lên Đồng Nai mưu sinh, đang phải ở trọ. Có những em đi bán vé số, đi làm thuê, đến cuối buổi chiều mới có thời gian đến lớp học. Ba mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác. Bé Trâm phải sống với ông bà ngoại và các cậu tại xưởng gỗ mà gia đình em đang làm thuê. Dạ, mấy năm trước là ngoại con khó khăn quá, không cho con đi học được. Với nữa là ngoại con nói là có cái trường này nè, cho con vô học. Học xong rồi là con biết chữ, biết toán. Nhà có, xong rồi con đọc bài xong ra lục củi tiếp ngoại, xong rồi rửa chén, xong rồi giữ em, nuôi em ngủ, xong rồi con lục củi tiếp ngoại. Con cố gắng con giỏi lên, được lên đại học. Cô dạy con chữ, tập đọc, làm toán, cho em dạy ghi bài. Các thầy cô ở đây rất thương con có thêm nhiều bạn mới. Nhận thấy ý nghĩa của lớp học, một số giáo viên, tình nguyện viên đang sinh sống, làm việc tại thành phố Biên Hòa đã dành thời gian, nhiệt tình tham gia giảng dạy, hỗ trợ lớp học. Mình cũng có quen biết qua chị Thu, thì cô giáo Thu có nhờ mình vô chia sẻ một cái ngày dạy là cái ngày thứ 6, là để cho các em nó sinh hoạt, rồi dạy về thủ công, mỹ thuật. Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thu được xem là linh hồn của lớp học tình thương. Hơn 10 năm nay, cô đã tham gia giảng dạy tại nhiều lớp học tình thương, nhưng lớp học tình thương đồi Mân Côi là đặc biệt nhất. Ở đây, các thầy cô giáo vừa lo dạy dỗ các em, lựa chọn kiến thức, tìm phương pháp để các em thuộc bài nhanh nhất, vừa phải luôn động viên, vận động các em đến lớp thường xuyên, không bỏ học giữa chừng. Kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cho các em. Mặc dù có lúc mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ cô Thu có ý định bỏ cuộc. Cái hạnh phúc mang lại đầu tiên đó là nhìn thấy học sinh của mình trưởng thành. Khi mà các em nó học được 1-2 năm, ví dụ như là mình có thể nguyện vọng của ba mẹ muốn chuyển về quê, muốn tiếp tục cho con em mình học lên lớp 2-3 hoặc là chuyển cấp, thì ở đây là chúng tôi sẵn sàng. Mình hỗ trợ cho các em bằng các giấy tờ rồi hồ sơ học bạ để cho các em làm sao cho các em con được học tập của các em nó tươi sáng nhất. Đến với lớp học tình thương trên đồi Mân Côi, các cô cậu học trò nghèo không chỉ được học miễn phí mà còn được quý thầy cô, các mạnh thường quân, các cơ quan, đơn vị quan tâm, chia sẻ. Dưới sự quan tâm của chi ủy ban biên tập báo Đồng Nai, hôm nay chi đoàn báo Đồng Nai tổ chức lễ tặng quà cho các em 45 em học sinh tại lớp học tình thương ở đồi Mân Côi, xã Hồ Nơi Ba, huyện Trảng Bom. Thì hoạt động này là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, vừa thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với những cố gắng, sự tinh thần của các giáo viên ở đây. Ngoài ra cũng đồng qua đó thì động viên các cô giáo, thầy giáo và các em học sinh là vươn lên, cố gắng khắc phục những khó khăn để mà tiếp thu học tập để sau này là vươn lên để tham gia các lớp học ở các trường khác. Qua đó thì giúp là các em sau này là có những bước cơ bản để xây dựng tương lai cho các em tốt đẹp hơn và tươi sáng hơn. Ngoài tặng tiền mặt, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, khẩu trang, bánh kẹo cho các em học sinh, chi đoàn báo Đồng Nai đã vận động các mạnh thường quân tặng sách truyện để xây dựng thư viện tại lớp học tình thương.